Từ lâu, cuộc thi đại học của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các nước khác vì đề thi lạ và đến cả thí sinh cũng lạ lùng. Ngoại trừ bài thi văn được điểm tối đa gây chú ý, thì mới đây bài văn bị điểm không cũng khiến cộng đồng mạng quan tâm không kém. Được biết, bài thi văn này được thí sinh tham gia kỳ thi đại học ở Trung Quốc trình bày vào năm 2013. Với một đề tài về sự công bằng kiểu Trung Quốc, thí sinh này đã không tiếc lời đưa ra những luận điểm và dẫn chứng cho những luận điểm ấy bằng chính những quan chức cấp cao và tầng lớp có tiếng nói trong xã hội. Mở đầu bài làm của mình, thí sinh viết: "Khi nhìn thấy đề bài, em đột nhiên muốn cười phá lên. Vâng, đúng vậy, em muốn bật cười. Như thể em có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn xám xịt của vị giám khảo khi nhìn thấy bài thi này." Sau đó, thí sinh này đã nêu ra hiện thực về tình hình xã hội thiếu công bằng ở Trung Quốc hiện nay, như việc giá cả nhà đất đè bẹp những thanh niên có hoài bão, hay những đại ca đồng hồ, đại tẩu nhà đất, những người có cấp cao có tiền bạc ở Trung Quốc mà không sợ bị trách phạt. Trong bài văn này, thí sinh lạ lùng đã sử dụng ngay chính những dẫn chứng gây náo động trong xã hội Trung Quốc khi nói về một thế giới công bằng theo chính mình là nơi luật pháp là tối thượng, nơi nhân viên quản lý đô thị không đánh đập dân thường, nơi hiệu trưởng không vào khách sạn với nữ sinh, nơi bác sĩ hết lòng chữa trị cho bệnh nhân. Điều đáng nói hơn là thí sinh này còn chủ động xin giám khảo hãy mạnh dạn cho mình không điểm vì biết những lập luận trên sẽ không được chấp nhận và bị phản pháo công khai. Vậy nên khi thí sinh này quyết định viết về những điều này cũng là khi người đó chấp nhận sẽ bị điểm kém vì trái với quan điểm của giám khảo.